Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả cùng chư đồng đạo kính mến, đây chương trình Thu Thanh Sắp Giảng Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo do nhóm đọc giảng viên Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo thực hiện. Trân trọng gửi đến chư quý vị lời chào thân ái. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin giới thiệu quyển Giác Mê Tâm Kệ phần 2 tiếp theo. Phật chẳng qua dùng chữ tinh thành, chớ nào dùng hương đăng trà hoa. Làm trai đám tạo nhiều sắc bạc, bài dạy tay nói những chuyện gì. Hay chúng ta làm chuyện quái kỳ, ta khuyên mãi cùng không chịu bỏ. Lời chân chánh hình như nói xỏ mà không không, nào có biếm đời. Thay lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngào chi tăng chung. Coi tâm kệ làm theo mấy ơ chung, để lạc lầm lầm bỡ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy giới nghỉ nghỉ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sống tối, ghi vào lòng sao chữ Di Đà thì hiền lương
nhờ lòng cố gắng. Chàng đạo đức bất cần thói thân, chữ tu hiền ngại thẳng ngữ lần hồi. Thấy thiên cơ khó nổi ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ nào. Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như dịch con chiều chắc nhờ gà. Phải nghĩ suy cạn lẽ mới là, nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ách hồi năm đinh, sửu đến năm nay tay lại nhớ một lần. Khổ ách này đang thức tình trần, rằng thiên định tuôn đời sắp hạ. Trẻ nhỏ tuổi đời này lắng mà bị vắng minh, cảm dỗ loài người. Kể từ rài cười một khóc mười, kẹo chung nó dễ ngươi Phật thanh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi ngánh, khuyên dương trần sớm mê tránh mới màu. Để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Thuyền chúng nó thẳng bường chạy nước, lọt ngoài khơi mới hết hòa khoan. Tu mà ham cho được giàu sang, giới quyền tức là tu dối thế. Nhớ thuở trước vua lương giỏi đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến chừng sau ngã tử đài thành, Phật bất cứu gì tâm còn ác. Tu biết cách như đường biết ơi đát, đường đát rành đặng vừa xe lôn. Ai biết nghe thì sớm liệu toan, để đến dịp như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới kịp mơ đào màu. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương vừa kê. Chúng sanh thế như gà thất cơ thế, phải nằm chờ tới nước bắt răng. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế.
sanh, bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Tên cũng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dạy dỗ. Hồi thọ trước thích ca Phật tổ ngồi tham thiền, bị nó ghẹo hoài mà cũng không rung động đặng ngày, nên cố quên phá đời mãi mãi. Trong bốn đạo cùng là sứ giải ra bền lòng cho được hiện từ. Khổ lao thì đến nó vui cười, chừng đó mới vì tình nguyện. Bọn gái mới ra đường phá bước, bỏ hết trần nề nếp tình người có nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái răng coi sự hơi sắp đứng trung thần với kẻ tiếng ca trinh. Dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Dài chẳng đặng lòng như lửa hơi đốt khắp dương gian, chưa đặng ba phần. Kể từ nay tiếng Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng tiếc. Đức Thượng Đế ngự đền ngọc ơi quyết, nhìn dương gian cũng lúc thở dài. Thấy chúng xăm trào trẻ mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trẻ tâm. Kẻ đối phó người sáng hai lắm, thì bước lại gần chế lũ tâm hôi. Gọi ta bà ta thấy hồi ôi, sầu ba tâm quá nên kêu cách. Người tàn tật đôi cùi đói rắc, ít có ai để nhìn vào. Chúng những người dù giống sắc tư màu, cầu giới mở ông thầy cô bác, thì kẻ có như rơm như rác. Ta quá rầu đài
linh. Theo tâm cầu của mình thỏa ơi trước. Đầu giới tóc áo quần lăng ơi mức. Chữ lạnh khôn của quỷ của ma. Chớ nó không có giống người ta. Ma giới quỷ sanh người hung ác. Lo tập luyện những câu đờn hát. Chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ. Để cái tâm yên lặng như tờ. Coi ta nói câu nào bất cứ danh. Sáng bắt trước làm theo Phật ơi thánh. Nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ vào quê giúp ngạo cười. Nào có lấy lời chỉ bảo. Ta thương xót lo tận lo chẳng thấy ai rễ thảo dâu hiền. Làm cho người thượng cổ thêm phiền. Rất đau xót cho nội cho dông. Biết chừng nào được quy nhất cây thống khắp phi hoàng. Cầu dân biết thương nhau. Nhắc ra thì giả ngọc đớn đau. Không nhắc đến biết đâu dân sườn. Con được chính ta nhờ có lửa vẫn được vui nhờ lúc khai hoàng. Phật Như Lai cho phép khủng tròn cho bồn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc đời cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhân quà ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quán. Việc hôn mát thề vừa thấp thoáng chữ từ bi ta dẹp nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền thì thù quán tiêu tan mất hết. Chữ bạn tác dầu cho đến nơi chết cuộn keo sơn gắn chặt mới là bước ra đường ăn nói thiệt thà. Dầu khôn khéo cũng là già dài. Nếu tranh đương ngắt ta bị hại thêm xa cơ lại bị xích xiềng. Vì đời nay dùng nó dùng tiền ít ai
dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặt ai mai mẹ ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa đức thánh luận bàn cắn hơi lưỡi, ngài nói rằng các việc tài mày thuận với hòa ai ghét với gầy, cùng cái lưỡi làm thầy các thứ việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt, lấy tâm thần làm chủ mới màu. Cũng chẳng nên theo tâm do hầu, hay chẳng nói mà nhắn mà như. Hãy liệu sức chớ nên nói ơi bướng, dầu việc chi liệu lượng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác ai. Nếu bổn đạo còn ai làm sai cõi kệ này, mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không kình, cho ba tánh dẹp pha thọ chi. Ai làm phước in ra mà thấy, thì được nhiều hạnh phúc sau này. Chốn non xanh dạy dỗ cao cày, xuống trần thế ra tay dắt chung. Tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tình tại nhà. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Chai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời dân vật khôn ma khôn quỷ. Lo trang sức kim thời quê Mỹ, rồi phu vàng tục cổ nước nhà. Trong tâm thì chứa chữ gian tà, chớ chẳng chứa tấm lòng bác ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng xuế sang đại các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu,
trong tâm ý mưu mô đủ thế. Ta còn mắt phiếu lưu dương y thế dạo lục châu đặng cứu bá gia. Mặt tình ai xem kể ngâm nga hay sửa đổi tùy lòng hữu hì. Thương xăm chúng to bài quá kể hỏi dương trần nên sớm hoài đầu. Đáng sao xem Phật Pháp nhiệm màu, với bao quy đại đầu tươi tốt. Xác ta vốn là người quê dốt, nên mở màng chưa được mấy rành. Khắp dương gian như sợi chỉ mạnh, mong bột đạo tâm thành trở lại. Dầu từng khổ thân này chẳng đại, chẳng cần ai phải lại Phật cầu. Bỏ gì đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thương khổ. Gốc có trước của tâm mà của ai tổ đâu có bài dối bể như vậy. Những sắc truyền xưa của Phật Thầy dân răng kiếm mà trí thầy biết. Xưa để lại nhiều câu chuyện thiên cơ nói rất đạo nồng, câu hữu lý ba tầng khó sanh. Chốn tự hỏi nhớ nên lẽ hôi hanh, vì lời xưa có dặn rạch rồi. Dân chớ nên phụ bạc giống nồi, mà lao lý tâm thân vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người có Phật giới trời Phật định cho ta. Người xưa tuy ức chữ nôm na, chớ chân chất người ta ngay thẳng. Dạy một đạo lý câu trung đẳng chẳng vì sắp rút đời. Đấng Nam Nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Tay ra sức chỉ câu
dân ôi sáng kiếm sáng tầm giống thú kiên là loài xanh cầm mà còn biết kiếm tầm đạo đức thú giờ có biết tu hành nắng ơi nức còn người sao chẳng đứng hồng trần việc tu hành phải vàng nghĩa ân kinh giới sắm chúng dân thường thấy chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra cho dân biết một đầu chân trí linh mẫn nhìn xem các có chuyện nghi phải đừng cho lầm lạc nẻo tàn dầu việc người hay việc của ta nên phán đoán cho tường cho tận tội giới phước sẽ coi nhiều bận nghề mới khỏi lầm tà kiến đem vào chẳng tự gì một ấy thanh mơ cao hãy tưởng nhớ những điều đáng trên cùng dưới dầu thầy hai tớ cũng tưởng đều trung chánh mới màu việc vui sai mèo má đâu đâu hai dẹp gác nhớ câu lục từ câu chánh nghiệp mi cũng là nghiệp quá bự dầu nghề chi làm việc ngay đường ta đừng nên theo kẻ bất cứ lương học ngon sao để lừa đồng loài chánh tinh tâm dầu thành hai bài cứ một nghi đường tình ngược của mình dầu cho ai ơi phá rồi đức tin ta cùng cứ một đàn đi tới một chánh mạng chúng sanh nơi hội ơi cho hồn linh cái quán châu thân lấy chân nhân dẹp tâm phàm trần mới có thời mong về cực lạc câu chắn ngự lòng son gây tạc tiếng luận bàn ngài ngắn to thường nói những điều đức hạnh hiền lương chớ thêm bớt mà mang tội lỗi
kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bước ý làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy con. Một chánh định thiệt là rất khó giữ tâm lòng bất cứ động như cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được quần nguyên vạn bồn. Tà giới chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lòng tự diệu đề ai có mắt mi thầy lão cùng kề sâu thêm nữa. Chữ tập đề nay đã mới cửa để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thánh. Về thượng giai cõi tiên mới bạch, đến việc đề trừ vật dục. Cõi học trần các việc mến nữa, sự gia tạm ta nên rứt bỏ. Muốn tâm tâm ngày kia sáng tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc lòng. Dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thẳng bắn mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm trễ thời kỳ, khó gặp đằng ta. Rồi hành luôn bác nhận mới là, thì muôn việc điều an ba tê. Chữ thứ nhất nhận năng xử thế, là người hiền khó kiếm trên đời. Lập thân danh tuần trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhân giai trì tâm trong, trẻo khuyên dương trần giữ Phật làm đầu.
Nhẫn hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điều hòa ý hề. Nhẫn phụ mẫu gọi trang, hiền sĩ phần sướng tùy, chồng vợ nhìn nhau. Nhìn sớm chợt cô bác mới cao, nhận tâm nọ ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi tác, nhận tánh lành yên tình dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới bầu, quanh năm cùng bảo toàn thân thể. Chữ nhân đức kể ra luôn thể, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhân thành báo quý hiển gian, khắp ba tánh được câu hòa nhà. Câu đạo đức bay mùi thơm mi lạ, muôn nếm mà thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân gan tránh kẹo lắm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép mê màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chúc tươi ngót, mà làm cho dân chúng mơ sai mê. Nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho ba tánh tìm nơi cõi gốc. Lửa cho phải kẹo xưa chánh mọc, đừng để lầm thở khéo sơn gian. Thì sao này đến lúc phong ba, giông gió lớn cột kèo khói gài, thấy xanh chung nhiều người khờ dại, chẳng biết dịch phong qua lễ nghi. Nó ta đem đạo đức duy trì, chỉnh tốt cô để người chẳng rõ. Còn chánh cha đạo màu chưa tỏ, như rừng quang mới dọn một đường. Tớ với thầy nào quang thân lương, muốn cứu thế xa chi vùng trình. Thương quá sức nên ta bình rành quy đô đời cho đất chúng thân. Nếu thế gian còn chốn mê tâm, thì ta chẳng an vui cực lạc.
chắc tu là bởi không ương, chớ nước sâu mà bị gào thương, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngồi viết đèn đạo màu như hạt cho đặng tố trần tâm mấy người xưa chữ thầm thâm trong kinh Phật giáo nọt chân lý chúng mơ chê rằng lão mà nào ta có lợi dụng trong bá gia nhiều ít nó lòng chay để giữ tròn trong nền Phật pháp, dịch giới cánh giữa tâm mô tạp niệm Phật thì phải dẹp lòng ta nhớ từ bi hay chữ ngâm nga dẫu làm lục cũng là trì chi chờ thiên địa châu nhi phục thị như đời xưa có gã tử phòng xem thời cơ người ta rõ thông dùng tối thiểu mà an ba tâm đời dầu chất chân lý minh chánh cầm đi giữ lời quyền giật ca giết ca lẫn nhau đồng lòng hiền chư Phật nghi đấng đau cho kinh sấm dài răng trần thế nhận thấy chuyện gạo nhau của nơi quê nghèo bạc vàng đạo đức cùng nghèo ta xuống trần nhằm lúc nàng yêu nên phải bị kẻ hung khinh bị vì bác ai nên thân cuồng sĩ phải chịu điều khổ hạnh sâu xa mong cho đời gặp mi lúc cứ khải ca trong bốn biển thái bình mới tội Phật tiên thánh lòng nhân hà hải những ước ao thế giới hòa bình nam khuyên đời truyền bá sự kinh cho sanh chúng sửa mình trong sạch vào quy đôi bạn kính khi kẻ ai rách là những câu trong sách ni minh tâm tâm kẻ sáng đối vợ nào lầm thánh nhân đề
những tội lỗi của mình tạo lấy. Bảy háo thắng giết người không thấy rồi mắng lo dèm xem nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa sẽ lời đâu cần gửi mà tường diệu ly. Trong lục tình ai là người trí mạo thức thời tìm đạo nhiệm quyền dân nghề đừng che áo rè phong phải hợp tác gieo trồng giống quy coi rồi phải thân mình tự trị chẳng đổ xong Phật khó chắc nhiều. Hạ thuyền từ bên giác cứ nâng niu kẻ hiểu đào mau mau bước xuống dẹp trái qua như mây gió cuốn nhìn cuộc đời ngày tháng thôi. Trời sáng ra thế lại thấy chưa năm cũ đó rồi qua năm mới. Mười hai tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Chữ phụ dân phụ quý nay mai luân giới chuyện trời qua đổi lại. Coi ta bà mấy ai tồn tại sống dư trăm dư tuổi dư lao phần đời hạ quân hai chết tuổi sắc như thọ trước nhan hồi còn tre miệng cho được ngày hai con tè buổi bằng hàng đặng có tu nhờ ơn trời ban bố đức cứ ơn xem chung cuộc phong thần tại thế sợ những kẻ hung hăng tội tay thương những người trung nghĩa vàng ra kệ này hai chữ bào ác cho trần thế được tâm thanh tình ngọc báo quy ẩn trong nam mi đình muốn tìm kiếm đáy ở biển gắn con thầy dân tình lúc ấy nhận ước mong gặp trong tốt hài mau cài cây ai có nói ta là
bụng chèo tiếng lời tỏ ít câu cầu chúc mưa cho đời mong ba tánh vàng dân dài thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thánh giả cùng chư đồng đạo kính mến, chương trình Thu Thanh Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo đến đây tạm dừng tiếng. Nhưng lời khuyến cáo nhiệm màu của đức thầy chắc sẽ có cơ duyên tức tỉnh. Mọi người cố gắng diệt lục căn lục trần, phá tan ngũ quận để vượt khỏi lục đạo luân hồi. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, không tránh sao những điều sơ suất. Ngưỡng mong quý thính giả và đồng đạo nghe quan hỷ và bổ chính thêm những phần đáng quý của chúng tôi, để trong những chương trình kế tiếp được hoàn hảo hơn. Giờ đây, trước những cơn gió chuyển mùa trăng qua trực đường khoe sắc để đón chào mùa xuân mới, chúng tôi với tất cả lòng thành kính nguyện cầu ơn trên Đức Phật, Đức Tôn Sư ban ân lành đến chư quý vị. Kính chúc quý vị được tâm khỏe, thân an khang, thịnh vượng để giữ đạo giờ thành như lời Ngài nhắc nhở. Chừng nào thầy là gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phụ che. Thân ái kính chào. Nam mô